giáo công cao tài, nâng giáo không thua nhường quần hùng. Đẹp quá, chào Tôn Huynh. Kính thưa, Tôn Huynh từ đâu đến, hay là người bản xứ? Kỳ là tên trái thâm tình, hiền huynh dùm cho biết qua tên đề. Khuyên đừng lâm tin nơi chúng giang hồ hiểm sâu tà tâm, hai người âm mưu không lường, quy kế hại nhau khổ huy trăm đường. Thủ, xin cậu phải hiểu tường, chúng ta cần thêm bản bất thù mới mưu đồ việc lớn. Tuân lệnh giáo chủ. Không lắng sao mến nhau như gia đình chẳng cầu cao, thuận theo vườn đến nơi ôi thâm tình, hãy cho tôi tận tường đồng về với huynh. Vì sao Triệu huynh lại hiểu rằng chúng tôi đến thế? Lòng cho hỏi đôi lời, thanh kiếm lưu truyền ngàn năm ý thiền, sao đến tay Tôn Huynh trời giúp cho giang hồ, ta đồng tâm có nhau chung đường ngài hà. Nên nghe lời không hề tranh chấp nhau, do họ lòng chân thành. Sự thái nơi ngã mi cương ý thiên bên bà, lòng đầy ngạc nhiên cớ sao về quân, nên tỏ phân trước sau thề quyết không tranh hùng. Vô kỳ tôi tướng đâu tan đời do gươm này. Tại hạ sức yếu tài sơ, nào dám đâu múa rượu qua mắt thợ.
cô nương, xin lỗi, xin lỗi. À, thì đã là nhi nữ à. Chữ cô nương, thuốc giải độc hãy trao ngay, nếu từ chối, ta sẽ không tha thứ. Mau lên. Cười cái gì mà cười? Bộ vui lắm sao mà cười? Tôi thuốc giải ngài, cầu tôi lâm nguy chẳng may. Đừng cho tôi dương bao lá lai, chẳng tha ngày này. Đen mà sao vô duyên quá, cười rồi nhăn nhẻo ôi xấu xí. Thuốc trao liền tay, nếu không đoạn đau. Biết không, hãy thả ta ra và trao thuốc giải độc, bằng không cô sẽ chẳng bình an. Trong hầm này không có cửa nào khác sao? Trời ơi, nếu cậu tôi có bề nào thì tôi sẽ giết cô. Tôi có hiếu đáp cô bao giờ, tôi chỉ muốn cô thả tôi ra thôi mà. Vô duyên, không biết xấu hổ, vừa khóc vừa cười. Trong mà cô nương đẹp quá ha. Cô mà là con gái yếu ớt à, cô có quỷ kế như vậy á còn lợi hại hơn 10 người đàn ông đó. Thả tôi ra. Được rồi. Do nơi nàng ngoan cô, đừng cắt tiền ta nhẫn tâm. Thương cậu hiền đau khổ bởi cô nương bài chớ điều, chẳng dung cho nàng. Cô điêu ngoa đừng trách hờn ta, biết thân thả trương gia an lành. Bằng không đời quá tàn tành, thương bao người mình giao, khổ đau mong chờ giải nguy. Được,
không nghe lời đừng nên tránh ta. À không, đưa thuốc giải không. Xin cảm ơn nàng. Ngay bây giờ nàng hãy đưa ngay thuốc giải. Xin lỗi, ta quên. Xong rồi đó, lấy thuốc đi. Nè, nếu có gian xảo ta thề không tha thứ. Mở cửa hầm mau. Đa tạ cô nương. Tôi vừa rồi trời mây mình mùng phong ba bèo nước hai ta thôi nghĩa xa còn duyên xin ai hãy chờ dân trào. Tạm biệt